Hôm nay ngày 13 tháng 9, thị trường ghi nhận nhiều mẫu xe hot đang được đại lý chào bán dưới giá đề xuất. Honda Vision, SH, Yamaha Genus rẻ hiếm có chiếc chỉ ngang với Way Alpha. Cụ thể, giá bán của mẫu xe tay ga Honda Vision bản tiêu chuẩn có giá dao động từ 30 đến 30,5 triệu đồng, mức giá niêm yết thấp hơn 1,1 triệu đồng. Giá bán thực tế của Honda E-Blade 160 bản tiêu chuẩn tại các đại lý ghi nhận mức chênh nhẹ so với giá niêm yết, được chào bán ở mức 56,7 triệu đồng. Xe Honda SH cũng gia nhập vào cuộc đua giảm giá tại đại lý. Giá bán thực tế của Honda SH 125i dao động trong khoảng 73,5 đến 85 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mẫu xe tay ga Yamaha Genus đang được đại lý mạnh tay giảm giá gần 5 triệu đồng, kéo giá xe thực tế xuống còn hơn 23 triệu đồng, ngang ngửa với giá xe Honda Way Alpha. Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, do đó việc giảm giá bán là một trong những chính sách kích cầu của nhiều đại lý.